nhà hàng treo leo vách núi không dành cho những người yếu tim. Các kiến trúc sư tại ba trên thế giới luôn luôn thử thách chính mình để sáng tạo ra những công trình đầy ấn tượng. Một trong số đó có thể kể đến quán bar có tên là Cooper Cajon Cocktail Bar, sắp khai trương ở Mexico. Điểm đặc biệt của nhà hàng này là được xây dựng ngay trìa mép núi được dựng đứng của hẻm núi Cooper. Nhà hàng này là một dự án được thực hiện bởi công ty Tone Architects của Mexico bao gồm hai tầng. Ở tầng dưới là quán bar và nhà hàng được bố trí bàn ghế xung quanh để du khách vừa ngắm nhìn khung cảnh ấn tượng từ trên cao vừa có thể thưởng thức những món ăn thường hạng tại đây. Đặc biệt, sàn nhà của tầng dưới hoàn toàn được làm bằng kính trong suốt thử thách lòng dũng cảm của du khách khi nhìn xuống từ độ cao hàng trăm mét trên vên giữa trời ngay dưới chân mình. Sau khi dùng bữa, du khách có thể lên đài quan sát ở tầng trên. Họ cũng có thể ghé thăm bể bơi trên tầng cao nằm trên cùng của công trình. Nếu bạn muốn đến thăm nhà hàng này, hãy chắc chắn rằng mình không bị sợ độ cao. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua nỗi sợ của mình, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời của thác Basha Sechi nằm cách đó không xa.